Xin chào mọi người nhé. Sáng nay hai anh em mình đến dành với rắn đây. Hai anh em nó đang đi tìm địa điểm để đặt bẫy rắn. Khu này là rừng cao su nhá. Và đây là các suối khô. Chỗ này rắn rất thường hay ở. Tây Nguyên thì đang vào mùa khô, cũng là mùa đi đánh bẫy rắn mọi người ạ. Nay bọn mình đánh rắn bằng lưới nha. Các bạn lưu ý khi đánh bẫy lưới thì phải đi thăm liên tục, không rắn sẽ chết đấy. Sáng thì đi thăm khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ, chiều được khoảng từ 3 giờ đến 4 giờ. Cái này mình căng lưới nha, để căng lưới này, rắn nó đi qua là nó rút vào lưới xong nó sẽ quấn vào lưới, là nó không ra được. Đấy, đây là đang căng lưới đây. Đó, lưới đánh rắn đây các biết bạn ơi. Biết đánh em căng xong rồi, em về. Một ngày các bạn lưu ý cho một ngày đi thăm 2-3 lần nhá. Sáng từ 8 đến 9 giờ, chiều khoảng từ 2 giờ đến khoảng 4 giờ. Nếu các bạn muốn bắt được sống thì phải đi thăm liên tục như thế. Anh em đi đánh rắn về được con rắn khoảng hơn 2 kg. Bây giờ đang công đoạn làm sạch ra. Sẽ nay sẽ nấu món món rắn gỏi, làm gỏi rắn mốt mè đây, ếch với cá lóc đấy chị. Đây còn thêm món phụ nữa là ếch với cá lóc. Cá lóc suối, cá lóc suối với ếch đây. Đây là cái giai đoạn mà thịt rắn thì vì chính sách YouTube nên không thể quay được cái đoạn đấy được. Bây giờ là giờ giai đoạn là con rắn này đã làm lột da, tức là xong hết rồi. Bây giờ con rắn này sẽ làm những món là cái da rắn này sẽ làm nhồi, rồi rắn, nhồi thịt. Còn con rắn này thì cái thịt của nó sẽ làm bóc gỏi, cái xương thì để nấu cháo đậu xanh. Đây anh đang không, món ếch, nó ếch nhiều, quay nhiều quá rồi. Đây là rắn đang chặt khúc ra để lát luộc để nó dễ bóc thịt ra. Bóc thịt ra để lát bóp gỏi. Còn cái bóp gỏi, còn cái xương thì lát để nấu cháo đậu xanh. Và lát bồi thêm cái món ếch với cà đắng. Cá lóc. Cá lóc nữa. Con rắn này nó rơi vào khoảng hơn 2 kg. Rắn này người ta gọi là rắn hổ châu, nhưng ngoài Bắc người ta gọi là rắn giáo đen, không anh Hoàng? Phải không châu? Rắn giáo, không, rắn giáo đen nữa, cái này là rắn giáo đen. Đây đang đi luộc rắn này, luộc để lát để bóc thịt để làm gỏi. Bóc gỏi còn cái xương thì lát để nấu cháo đậu xanh. Đây là cái món này là món đang làm gia vị để cho làm cái dồi rắn. Làm cái dồi rắn là ta phải có đầy đủ các loại lá với lại đậu xanh để làm một cái dồi nó để ăn nó thơm ngon như giả như dồi có vậy. Dùng bằng làm để rồi. Đây là anh Hoạt ở bên rau thớt. Cái món là chưa làm cái món nhồi rắn này. Rồi. Có trứng này, có hành này, có thịt này, có lá lốt này, có đậu xanh nữa.
Hôm nay vào để khánh thành cái mái nhà tranh của anh đây. Đây cái mái này. Một quả rưỡi tim vàng. Một trái nhà tranh mà anh theo anh nói là một quả rưỡi tim vàng. Quả rưỡi tim vàng sao mà đâu? Đây đang bóp đậu xanh. Đang làm nêm nếm gia vị để nhồi với cái da rắn đây. Có cái này đây. Mắm tôm cho chưa? Nhồi với cái da con này. Nhồi cái da này nè. Cho tí mắm tôm. Nó ra rồi chó. Cho tí mắm tôm vào đây, muối vào đây. Tí mắm tôm đi. Đậu xanh này. Thịt bằm này. Lá lốt này. Trứng này. Tiêu hành ớt tỏi. Nói chung là tiêu hành ớt tỏi mà bồi thêm tí mắm tôm nữa cho nó đặc trưng. Đậu chó. Cho nó giống như rồi chó. Rồi. Rồi, đi nhồi. Cái ruột này là gì ơi? Cho vào nồi cháo á. Cái này là cháo. Thế phải chặt ra chứ. Đây giờ công đoạn nhồi đây. Nó dài mà. Đây là rồi rắn. Cái da của con rắn. Ơi. Thơm nhá nhở, chưa ăn đã thơm à. Cả cái món cà rừng nấu với cà rừng với ếch để nướng ô thơm, chưa ăn đã thấy thơm à. Mùi gia vị thơm sức. Không thiếu chứ chú. Nó phải có ngũ ở quên ngũ vị hương các thứ cho chị đi. Cần đâu. Khác mùi nó bắt luôn. Đang nhồi á. Chương trình làm rồi đến giờ này đã kết thúc. Đã nhồi xong nhồi xong một con rắn đây. Đây. Rắn lại trở về nguyên hình. Chú rắn lại trở lại nguyên hình. Rồi. Rắn lại trở lại nguyên hình rồi. Xong. Sợ cái món rắn cháo đậu xanh này với món rắn bóp gỏi với món rắn nhồi thiếu nên anh Trung anh bồi thêm một món là ếch nấu với cà đắng nhồi nướng ngô. Anh bảo là không sợ, anh bảo cái gì phải thừa đâu, được thiếu. Nhà anh ăn phải nhiều. Đúng rồi, ăn đã ăn không ăn thôi, ăn phải thừa. Không, các cụ người nói chết ạ. Anh là cháu 10 đời của ông Ba Đức. Đây cái này đổ vào xong lát nó đem đi nướng, đem đi đốt. Đốt được mà nói đốt được mà nói nướng được. Thơm hết. Rồi xong giờ cho đi luộc đây. Cho vào nồi luộc. Hạ vào nồi luộc. Này tí cháu ra làm gì mà chả ngon. Còn đây là cái món ếch nướng ngô đây. Với cà đắng đây. Ếch cái món này gọi là ếch cà đắng ngô à chị? Đấy. Giờ vớt cái rắn khúc rắn ra để bóc lên thịt, để bóc gỏi. Còn cái nước này lát để nấu cháo. Cái lúc thì cái thịt khi mình bóc ra nó xương mình bỏ lại để nấu cháo màu xanh.
bóc rắn nha, bóc rắn để làm nộm. Hoặc là có bóc gỏi, có hai tên, ngoài Bắc thì gọi là nộm, trong miền Nam thì gọi là bóc gỏi. Lấy của bác, hư của bác nhá. Hả? Làm nộm chanh rồi. Đúng của nó mè đấy. Có mè thì nó thơm như đậu. Không cần chết. Con nó thơm rồi, nó mới dậy mùi. Đúng rồi. Giờ giặt thì hai kia vẫn có. Được. Hai tạ nó biết có đâu. Có. Hai lá có mùi. Có, tôi hai là có. Tôi bảo đảm là có. Xương xong bóc thịt, tách thịt với xương xong giờ lại bỏ lại xương nồi cháo để ninh với đậu xanh. Đây là cái món thịt rắn lột, khi lột ra khỏi xương nhá. Sẽ bóp với xoài, với rau thơm, với đậu phộng. Món thịt rắn thơm thật. Đây, giờ cho làm cái món nộm rắn đầu tiên. Hay là có bóp nộm đó. Hoặc là bóp gỏi, gọi bóp nộm được, bóp gỏi cũng được. Cho nó ngậy nữa. Cái gì đó con? Đây là cái lòng này, cái lòng rắn đây. Thôi cái lòng rắn nó cho luôn vào cái chỗ thịt luôn, để lát bóp luôn thể. Đấy, cho thêm tí lá chanh cho nó thơm này. Cái món bóp gỏi này gồm có này, thịt rắn này, lòng rắn này, xoài này, rau thơm này, đậu phộng này, cho tí chanh này, cho tí đường. Ai ăn cay thì cho thêm tí ớt cũng được. Cho tí ớt ít thôi. Đây là toàn những tay rau thớt bán chuyên. Thân đuổi từ nhà hàng đi. Nhà hàng người ta không chứa được, đuổi đi rồi. Do là thầy làm ở nhà hàng năm sao mà do cái tội mà nấu cái hay nếm trước rồi nhà hàng đuổi. Mày vào trong này. Cho rau thơm vào luôn. Rồi. Con đảo đảo thì đấy đi đã. Đây nó đảo đảo. Đảo cho nó. Cho nó ngấm. Ra ra ra. Con này trước xong thì con này. Bây giờ cho nó đĩa. Xong một món. Xong món gỏi rắn. Hay còn gọi là nộm rắn. Món này nó gọi là rắn bắp xoài. Xong, này cũng sự ngon quá. Đấy, nước mắm thì thôi rồi. Ngon thật sự không? Ngon không anh? Ngon lắm. Để đánh ăn đêm đến sau. Ôi giời, cho đừng gắp vào cháu. Để xong, tí một, xong một món nha. Ông rắn sau khi nó luộc xong là đây là nhồi nhá. Rắn nhồi nhá. Con biết rồi, từ từ. Rắn nhồi sau khi nó luộc xong rồi lát cho lên chảo chiên lại. Rồi bây giờ là chiên rắn đây. Khi con rắn này mình lột ra xong rồi mình nhồi thịt bên trong. Cái này món này đã chín rồi. Giờ là chuẩn bị bày ra mâm cho để là uống rượu.
À thơm thế. Lá đi cho mấy cái lốt nữa cả ngon. Có... nó dậy mùi hơn. Chắc tôi sẽ phải món ngon như vậy. Cách nướng phải nắng. Món ếch nấu cà đắng nướng ngô. Cái món này thì mai này review xong, tại vì có món ếch này làm clip nhiều lắm rồi. Quá nhiều, ngon. Đây. Ếch nấu ếch với cà đắng nướng ngô đây. Nó bị ăn nó bị nghiền rồi mà bây giờ không ăn có nó là thấy mất ngon. Tại vì món ếch thì mới. Nồi cháo này trong tiểu độ luôn. Tại vì clip ếch thì làm nhiều lắm rồi nên không review kỹ với ếch. Để bữa nào làm món cà đắng với cái khác đi. Ấy lốt đấy đi. Đây bé, bắt con cái này. Từ từ, quay đấy. Đây. Rồi. Đấy, lát những lát rồi rất chi là ngon. Đây là đang thái cái món mà rắn nhồi đây. Da rắn nhồi. Không từng có. Nó bằng đậu với thịt nên nó ngon. Đây là gắp vào điện này. Xin đi cái. Bạc tròn. Ui, được nhìn nó ngon rồi. Thơm phức luôn. Quá ngon. Ừ, ăn cả mấy nghìn con rơi ăn cá đó. Không ở đâu có ăn cái món ngon rồi. Lâu lắm rồi này, từ cháu bé là. Sống trên đời có chết cũng sướng rồi. Mọi người thơm lắm. Thơm lắm mà chứ. Thèm, thôi để lát nữa ăn rồi sao. Ui chà, ngon quá. Ngon không đây? May ra hôm qua, cái thịt từ cái máy nó xay có rồi. Chà, chắc rồi. Cái này còn đá ổi nữa. Đây là, xin giới thiệu đây là cái món dồi rắn đây. Để ăn thử, mời mọi người nhá. Ăn thử phát nào. Để quay để cho chú ăn thử đã. Ngon quá. Cực ngon. Còn đây là món rắn bắp nộn nhá. Bắp nộm xoài nhá. Trời đất ơi. Ngon quá. Ôi nhìn cho cún thì cún thèm lắm này. Tội thật. Còn đây là món ếch nấu cà đắng nướng ống ô nhá. Hành nha ngồi ngoài nữa. Về mà ăn không về. Đây thiếu. Còn đây là món cá lóc với cá lóc nấu chuối ô mẻ nhá. Chú thử miếng xem nào. Và đây là món cháo đậu xanh xương rắn nhá. Bê cái xương này. Mời cả nhà nhá. Chắc mình kết thúc video tại đây thôi. Tập trung ăn nhậu thôi. Chào cả nhà nhá.